Xin chào cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục tham quan quận 6 nha. Quận 6 được thành lập năm 1959, có diện tích là 7.14 km² và có 14 phường. Thì từ những số liệu này ta thấy diện tích quận 6 chưa bằng một phường của thành phố Thủ Đức. Mình có thể nói đây chỉ là phần 1 thôi, tại vì mình coi vẫn chưa hết quận 6. Trên cái bản đồ định hướng quy hoạch đến năm 2025. Nói chung là mình coi một vòng ở bên đây. Còn cái khoảng lớn bên đây thì để lần sau mình coi kỹ rồi mình sẽ làm thêm một clip nữa. Thì hôm nay mình sẽ bàn về những con đường mở mới, những con đường mở rộng và những cái quỹ đất được giải tỏa để làm công viên trong tương lai. Ngoài ra thì bàn đến một cây cầu Bình Tiên. Cái cầu này thì nó chỉ dính một chút của quận 6 thôi, rồi nó chạy ra thẳng ra tới đường Nguyễn Văn Linh. Ngoài ra nữa thì mình sẽ nói về cái dự án cái cầu Phú Định. Đây là cái dự án của đường Vành Đai 2 và cũng sẽ được triển khai trong định hướng tới năm 2025, nên mình gom cái phần này vào trong đây luôn. Như trên màn hình ta thấy, phạm vi của quận 6 là cái đường Đỏ Đỏ này. Quận 6 này chạy cặp cái đường đại lộ Đông Tây, tức là nó chạy dọc theo cái đường Võ Văn Kiệt. Thì trước tiên mời mọi người xem khung ảnh của cái địa bàn quận 6. Rồi chúng ta sẽ bàn vào chi tiết từng con đường. Rồi giờ mình bắt đầu từ trên xuống ha. Thì mình phát hiện trong cái bản đồ quy hoạch nó có một cái con đường nhỏ này, tức là mở rộng cái hẻm của đường Phạm Đình Hổ ra đường Nguyễn Thị Nhỏ. Tức là cái khu này là khu gần cái bến xe Chợ Lớn nè. Đây mình nhắc lại ha, là mở rộng cái con hẻm thành con đường, con hẻm 96 thành con đường, cắt từ đường Phạm Đình Hổ qua đường Nguyễn Thị Nhỏ. Thì con đường màu xanh này nó có chiều dài là 85 m. Rồi bắt đầu đến con đường thứ hai, thì cái đường lớn là đường Võ Văn Kiệt, con đường nhỏ kế đây là đường Gia Phú, và con đường này là con đường Phạm Văn Chí. Thì họ sẽ mở một con đường mới ở cạnh bên cái trường Phạm Phú Thứ, cắt ngang Gia Phú, cắt ngang Phạm Văn Chí và cắt lên đường Bãi Sậy. Ở trên là quận nhất đó, quận 5 á, trên quận 5 chạy xuống nè. Thì qua đường Mai Xuân Thưởng xong rồi thì họ sẽ mở một con đường mới nằm kế bên cái trường học Phạm Phú Thứ, cắt Gia Phú, cắt Phạm Văn Chí và cắt lên Bãi Sậy. Thì cái chỗ này thật ra nó là con hẻm đó, họ mở rộng hẻm thành đường thôi chứ không vậy nha. Rồi tiếp tục thì qua tới cái tòa nhà này thì họ tận dụng cái khoảng đất trống mà cũng đang hình thành một con đường sẵn nè, họ sẽ mở thẳng từ đường Gia Phú, cắt Phạm Văn Chí và cắt luôn Bãi Sậy, xong rồi cắt ngang qua Phan Văn Khỏe rồi cắt lên tới đường Hậu Giang luôn. Thì con đường này mình thấy tương lai là con đường có thể là một con đường giao thông chính đó, tại vì nó cắt từ Hậu Giang nè, nó đi thẳng một mạch ra tới đường Võ Văn Kiệt luôn. Con đường này mình tương lai mình nghĩ là khá là lớn, tại vì mình coi kỹ ở đây thì con đường mà họ làm sẵn một khúc nè, từ Võ Văn Kiệt mà vô tới Gia Phú nè, thấy cũng khá to nè ha. Thì mình nghĩ tương lai con đường này sẽ to đấy. Thì mình cũng nhắc lại luôn là mình coi ở đây là cái bản đồ quy hoạch là 1/2000, nên mình không có thấy rõ được cái chi tiết là con đường này bề ngang bao nhiêu và dài bao nhiêu. Thì mình chỉ đo trên cái bản đồ của Google thôi. Thì con đường này, con đường màu xanh này là 854 m, còn con đường nhỏ màu đỏ ở trên là 538 m. Thì những con số này là chỉ để tham khảo thôi nha mọi người, thực tế nó sẽ có thay đổi chút ít. Rồi bây giờ mình bắt đầu tới cái chỗ quan trọng nhất đây. Mình thấy cái chỗ này quan trọng,
là dự án cây cầu Bình Tiên. Một cái dự án này thì mình thấy, mình đọc qua cái thông tin thì mình thấy nó cũng rất là hay á, vì nó có thể giúp cho xe từ ở đường Bình Tiên nè đi thẳng ra Nguyễn Văn Linh luôn. Thì mình nói chi tiết về cái dự án này là mắc bắt đầu từ cái ngã tư Bình Tiên và Phạm Văn Chí. Thì đây là cái vị trí của cái đường dẫn lên cầu ha. Và cái cầu này thì nó khá là dài nha, nó bắc qua tới hai con kênh, kênh bên đây là kênh Lò Gốm và cái kênh bên đây là cái kênh Đôi. Thì nó chạy trên trên đầu của con đường Võ Văn Kiệt, băng ra khoảng đất trống ở bên quận 8 rồi nó đâm ra tới đường Nguyễn Văn Linh. Thì theo cái thông tin mình đọc được thì cái vị trí của cái chân cầu ở ngoài Nguyễn Văn Linh á, thì nó cách cái ngã tư quốc lộ 50 với Nguyễn Văn Linh là 600 m, tức là từ cái ngã tư này đến cái điểm nối này là 600 m. Còn tuyến của cái dự án này nó dài là 3.200 m, tức là 3.2 cây số á, và bề rộng của cái dự án này là khoảng 40 m. Một dự án rất là hấp dẫn, rất đáng chờ đợi. Rồi giờ mời mọi người xem lại toàn tuyến của dự án cầu Bình Tiên. Từ ngã tư Bình Tiên và Phạm Văn Chí ra tới đường Nguyễn Văn Linh. Rồi, giờ bắt đầu mình tiếp tục đến hai cái con đường màu vàng nhỏ này. Thì con đường ở trên này là đường Phạm Văn Chí và con đường ở dưới này là con đường Võ Văn Kiệt. Họ nối dài cái con hẻm bên đây, họ mở rộng thành con đường cắt ngang đây. Và cái chỗ này hiện tại á, thì mình thấy nó chắc là phải giải tỏa cái kho của Bi Sài Gòn. Và bên đây cũng vậy, mở rộng ra cho mọi người xem. Ở đây là khu này thấy các nhà cửa cũng khá là nhiều đấy ha. Cái chiều dài của cái con đường vàng này là 297 m, tức là hai con đường này chắc nó cũng xem nhau. Thì hai con đường này nó nằm gần cái rạch Lò Gốm nha. Và cái đặc biệt mình thấy cái con đường này nó đâm ngay chân cái cầu đi bộ số 5 trên đường Võ Văn Kiệt. Rồi bây giờ mình bàn tiếp về cái dự án của cái vành đai 2 này. Thì hôm trước mình cũng đã bàn về cái đường vành đai 2 rồi. Thì cái chỗ này là Nguyễn Văn Linh và Trịnh Quang Nghị. Thì sẽ nâng cấp cái đường Trịnh Quang Nghị này làm cái đường dẫn lên cái cầu Phú Định. Và chạy qua đây là đường Hồ Học Lãm. Thì lấy trọn con đường Hồ Học Lãm này đâm ra quốc lộ 1. Thì toàn tuyến của cái dự án này là 5.3 km. Và chiều ngang của dự án này mình đọc được á, là 60 m, khá là lớn, tức là giải tỏa khá là bộn tiền. Thì số tiền của dự án này á, là trên 6.000 tỷ và cái tiền bồi thường giải phóng mặt bằng á, là hơn 4.000 tỷ. Rồi hôm nay mình kết thúc tại đây ha. Lần sau mình sẽ coi thêm cái bên phần còn lại của quận 6, mình sẽ làm một clip thứ hai. Thì phần bên đây á, mình đọc sơ sơ thì mình cũng thấy có nhiều thay đổi, nhất là ở đường Minh Phụng, Lê Quang Sung, rồi chạy dài dài lên đường gì Đặng Nguyên Cẩn. Rồi bây giờ tới một phần cuối cùng là cái phần giải tỏa mặt bằng để làm công viên. Thì nó tập trung ở cái chỗ này. Mình thấy ở đây họ đã làm trước một đoạn rồi nè, làm công viên bãi sậy nè. Thì tương lai á, mình coi trên bản đồ mà quy hoạch về loại đất á, thì mình thấy tương lai là hai cái dãy nhà ở giữa hai con đường bãi sậy và Phan Văn Khỏe này sẽ bị giải tỏa mà rất là dài nha, giải tỏa để làm công viên. Tức nghĩa là từ cái chỗ này, ngã tư lớn nè là đường Bình Tiên nè, chạy dài ra đây tới đường Ngô Nhân Tịnh. Chỗ này là chợ Bình Tây nè mọi người, và cái đoạn này họ đang quy hoạch nè,
làm công viên nè đó. Tại bây giờ dịch bệnh á, mình không có đi quay phim thực tế được. Nếu mà được á, là mình ra quận 6 mình quay mấy cái đoạn mà thay đổi này nè cho mọi người dễ xem. Bây giờ thôi tạm thời thì mình coi trên vệ tinh đi ha. Tức nghĩa là nè, đầu này là ta đang làm là nha, là toàn bộ cái dãy nhà, hai cái dãy nhà giữa hai con đường Phải Sậy và Phan Văn Khỏe sẽ bị giải tỏa. Cái này là mình thấy trên bản đồ rõ ràng luôn. Ai có bà con ở khu này thì chắc đã biết rồi đó. Tự đi tìm nhà mới thì vừa. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp lại cả nhà ở một video kế tiếp. Mình sẽ giới thiệu một số nơi nữa. Thì nói chung thì mình đọc được tới đâu, mình thấy chỗ nào hấp dẫn hay hay thì mình làm trước. Chứ thực sự thì nó quá lớn đi, coi cũng mất thời gian lắm. Nói chung là làm cái này nó mất thời gian. Mình phải vừa dò với cái bản đồ hiện tại và cái bản đồ quy hoạch, mình thấy cái chỗ nào khác biệt thì mình ghi chú lại. Rồi mình phải vẽ lên bản đồ thực tế cho mọi người xem cho dễ thấy. Chứ thật sự mà đăng cái bản đồ mà quy hoạch á, coi cũng đuối luôn á, coi một hồi mà mỏi mắt luôn á, nó mà mò tìm mấy cái điểm khác biệt không á, giống như chơi game vậy á, tìm điểm khác biệt á. Xin chào và hẹn gặp lại.